Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân vừa tổ chức họp hội đồng thẩm định dự án phát triển sản xuất mô hình sinh kế lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 của xã Phú Thành và Phú Long. Theo đó, hai địa phương triển khai 3 dự án chăn nuôi, trong đó có 2 dự án chăn nuôi dê sinh sản với 11 hộ tham gia với tổng kinh phí trên 940 triệu đồng. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trên 367 triệu đồng, phần còn lại do các hộ tham gia dự án đối ứng để thực hiện mô hình. Bên cạnh đó, xã Phú Long còn triển khai dự án chăn nuôi bò với 19 hộ tham gia với tổng kinh phí thực hiện trên 955 triệu đồng. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 486 triệu đồng. Các hộ tham gia dự án đối ứng phần còn lại, hầu hết các hộ tham gia dự án đều là hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo trong vòng 36 tháng. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định dự án phát triển sản xuất thuộc mô hình sinh kế huyện Phú Tân đã trao đổi góp ý các chủ nhiệm thực hiện 3 dự án, các nội dung về phương thức triển khai dự án, lưu ý về lựa chọn chất lượng con giống, kỹ thuật chăn nuôi và đầu ra của sản phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ tham gia dự án và người dân trên địa bàn hiểu rõ lợi ích việc khi tham gia mô hình sinh kế, đồng thời đề nghị các chủ nhiệm chỉnh sửa hoàn thiện đề cương dự án theo đúng quy trình để gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong thời gian sớm nhất.